Sản phẩm chào bán hôm nay của chúng ta là lô đất căn góc hai mặt tiền đường số 5 giao với trục đường số 14 nội khu Him Lam, quận 7. Đối diện lô đất đang giao bán là văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuấn. Lô đất đang giao bán có thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích lô đất là 237,5m², trong đó chiều rộng là 12,5m và chiều dài là 20m. Giá đang được chào bán là 57 tỷ đồng. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản ACB Land. Hôm nay chúng ta sẽ quay phim lô đất căn góc hai mặt tiền tại khu đô thị Him Lam, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trên màn hình chúng ta đang nhìn là con đường Nguyễn Thị Thập nhìn từ trên cao. Đây là con đường có giá trị bất động sản cao nhất tại khu vực quận 7. Vị trí bất động sản đang giao bán tọa lạc căn góc ngay ngã tư đường số 5 giao với trục đường số 14 khu Him Lam, quận 7. Từ vị trí bất động sản cách siêu thị Lotte Mart chỉ 300m và cách đại học Đồng Nhất chỉ 500m. Vị trí lô góc này có địa thế thuận lợi. Đối diện bất động sản đang giao bán là quán cà phê và văn phòng công chứng mua bán Nguyễn Văn Tuấn. Tại đây có mật độ xe di chuyển trên cung đường số 5 rất đông, hàng ngày để đi đến văn phòng làm các thủ tục mua bán công chứng hay chứng thực các hồ sơ giấy tờ cá nhân hoặc làm thừa kế và các vấn đề liên quan đến pháp lý khác. Ngoài ra, trục đường số 5 là tuyến đường nội bộ thông xe qua lại các trục đường xương cá nội khu và kết nối với các cung đường với nhau, thuận lợi di chuyển qua lại. Ngoài ra, con đường số 5 kết nối trực tiếp đến vị trí trường học quốc tế Việt Úc, nơi mà hàng ngày rất đông phụ huynh đưa đón con đi học đều chạy qua con đường số 5. Nơi mà bất động sản chúng ta đầu tư ngay góc ngã tư là một vị trí đắc địa thuận lợi, dễ mua bán và sinh lời trong tương lai. Chính vì các yếu tố thuận lợi trên nên vị trí bất động sản đang giao bán chắc chắn sau này sẽ tăng giá lên cho các anh chị có nhu cầu mua đầu tư. Còn bây giờ chúng ta cùng hướng vào màn hình để xem vị trí căn góc lô đất đang được giao bán có các thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích lô đất là 237,5m², trong đó chiều rộng là 12,5m và chiều dài là 20m. Hướng mặt tiền đường số 5 là nhìn về hướng Tây, còn hướng mặt tiền đường số 14 nhìn về hướng Nam. Giá đang được chào bán là 57 tỷ đồng. Nếu các bạn có nhu cầu và muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua số 0983 383 509. Trước khi xem đến các tiện ích xung quanh vị trí lô đất đang được giao bán, chúng ta cùng dành 1 đến 2 phút để xem hình ảnh thực tế được ghi hình xung quanh vị trí bất động sản đang giao bán nhé các bạn. Để có cái nhìn trực diện với hình ảnh rõ nét chân thật nhất, các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo của video Góc nhìn 360 để trải nghiệm chế độ xem 360 độ với những hình ảnh chân thật nhất. Trên màn hình chúng ta nhìn thấy là cầu Him Lam, quận 7, cây cầu Him Lam bắc qua sông Ông Lớn và nối vào đường số 4 thuộc khu Trung Sơn. Đây là chiếc cầu góp phần kết nối giao thông trong khu vực và rút ngắn khoảng cách giữa các quận Bình Chánh, Nhà Bè về trung tâm thành phố. Cầu Him Lam có tổng chiều dài 514m, rộng 20m. Khổ thông thuyền có tĩnh không ngang là 30m và tĩnh không đứng là 6m. Cầu có tuổi thọ thiết kế 100 năm và là công trình giao thông cấp 3. Nguồn vốn tự có của dự án dự kiến là 280 tỷ đồng. Cầu kênh kẻ nút giao thông cửa ngõ quận 7. Từ vị trí bất động sản giao bán, bạn chỉ mất từ 5 phút để di chuyển đi đến trung tâm quận 1. Vị trí bất động sản cách siêu thị Lotte Mart chỉ 300m. Và bạn chỉ mất từ 5 đến vài phút là kết nối đến tất cả các dịch vụ tiện ích và vui chơi giải trí tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích,
hãy cho mình một like để giúp mình vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo của mình.